Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Thì video này chúng ta sẽ đến với một nhân vật mới trong video blog art đây. Đây là nhân vật mà mình chưa hề làm anh em ạ. Mà cũng khá là nhiều bạn bảo mình là anh làm về nhân vật này đi. Thì đây, hôm nay mình sẽ làm về nhân vật Kaka anh em nhé. Đó, Kaka level 1 thôi. Ta cũng chưa thể nào biết được cái khả năng của level 1 của Kaka như nào. Mình cũng chưa từng thử đâu anh em ạ. Mình cũng chưa từng thử Kaka level 1 liệu có bá đạo hay không. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi sức mạnh của Kaka level 1 nhé. Ok anh em nhé. Trước khi vào video thì anh em đừng quên để lại một like, một share, một comment và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và đừng quên nhấn vào cái chuông nữa để có thể nhận được thông báo mới nhất từ Mèo anh em nhé. Ok, let's go now. Ok, hiện tại thì mình đang ở trong một cái map sáng tạo. Thì cái map này là mình là đợt trước mình có quay video về cái nhân vật trợ lý Peter anh em bạn đó. Hồi trước mình có quay nhân vật về trợ lý Peter trong cái map này. Thì bây giờ mình sẽ cho anh coi sức mạnh của Kaka em nhé. Đây, hiện tại thì mình sẽ bỏ nhân vật Kaka ra, mình sẽ xài Cindy này. Đó, mình sẽ bỏ Kaka đi nhé. Và mình sẽ cho anh coi sức mạnh của Kaka này. Hiện tại thì mình đã có một cái con gọi là cái con Dracula đi. Mình có tạo ra một cái con trứng Dracula đây. Anh cho mình coi này, đây là phần sửa nhé. Mình sẽ có như trứng sức vật Dracula đây. Mình sẽ cho nó đánh thử mình. Đó, để coi thử nhé. Mình sẽ chuyển bản đồ trò chơi này. Từ đầu tiên là phải lấy bánh mì đấy. Mình sẽ lấy mấy cái bánh mì đấy. Mình sẽ lấy một số cái bánh mì đi. Bánh mì thường thôi, với cả đây, ok, chuyển vào chơi này, đó bắn tôi đi, anh em thấy không, còn 16 máu nhá, đó anh em, mình nghĩ này, sau khi mà con này bắn mình ý, sau khi con Dracula này bắn mình thì mình còn 76 máu, mình coi lại cho anh coi này, đó anh em thấy không, đó còn 76 máu nhá, lại nữa này, đó anh em thấy không, còn 76 máu, đó, thì mỗi hit của con này, thấy không, mọi người nhá. Tức là cái con này này sau khi mỗi lần nó đánh mình thì mình mất khoảng từ 100 máu còn 76 máu. Thì tức là nó đánh mình mất 24 máu anh thấy không? Nó đánh mình mất 24 máu thì bây giờ mình sẽ xài Kaka nhá. Mình sẽ xài nhân vật Kaka. Liệu rằng nhân vật Kaka quật cường cấp 1 giảm 20% sát thương tầm xa phải chịu đó. Liệu rằng thì Kaka nó có giảm được 20% sát thương tầm xa như mà trong thông số này ghi không? Nếu mà giảm thật thì cực kỳ bá anh em bạn. Nếu mà giảm được thật ý thì cực kỳ bá luôn. Mình coi thử nhé, nào. Rồi, mình đã xài Kaka nhanh kịp nhé. Đó, hiện tại mình đã xài Kaka này. Ok, chuyển trò chơi. Wow, anh em nhìn thấy không? Wow, anh em thấy không? Sau khi mà con Dracula này đánh mình ý, thì mình còn tận 81 máu cơ. Mình chỉ mất có 19 máu thôi anh em ạ. Đó, so với vừa nãy thì mình mất tận 26 máu chứ. Nếu mình có 74 máu đúng không? Cũng không nhớ lắm chứ tôi tạo này mình đó hơi bị lún lất anh em ạ. Đó, thì cũng không nhớ lắm. Để nhìn kia này, đó, anh em thấy không? Chỉ mất có 29 máu thôi. Chỉ mất có 19 máu anh em ạ. Đó anh em nhìn kỹ nhé. Đấy, vẫn còn tận 81 máu. Đó anh em thấy không? Còn tận 81 máu luôn. Anh em thấy không? Bây giờ mình sẽ chuyển lại nhân vật thường anh em coi nhé. Chuyển lại tù trưởng đi. Đó, lại này. Đó, mất 24 máu nữa. Em thấy không? Mất 24 máu cơ. Mất tận 24 máu. Anh em thấy hay chưa? Mình xài nhân vật Kaka thì chỉ mất khoảng chỉ mất khoảng tầm bao nhiêu ta? Nó khoảng tầm 19 máu thôi. Anh em thấy không? Đó. Chỉ mất khoảng tầm 19 máu nếu mà xài Kaka anh em nhé. Nếu mà xài Kaka chỉ mất khoảng 19 máu thôi. Ui né đạn. Đấy bắn đi. Đó, chỉ mất khoảng 19 máu thôi. Wow, cực kỳ lợi anh em ạ. Cái quan trọng này, cái quan trọng mà mình muốn nói anh em đấy, liệu rằng cái chức năng của nhân vật Kaka này có áp dụng vào trong PvP được hay không? Đó. Thì bây giờ cái con quái này đánh mình thì mình giảm máu đã đành rồi nhá, đúng không? Cái con quái này, cái quái đánh mình thì mình mất ít máu hơn đã đành rồi. Liệu rằng khi mà bị bắn súng trúng ý thì có bị mất máu ít hơn hay không? Nếu mà thực sự nó giảm được cả 20% đam súng thì cực kỳ bá đạo anh em ạ. Nếu mà lên level 2 ấy, nó sẽ giảm tận 40% đam súng luôn. Ví dụ anh em bắn vào người nhá, ví dụ anh em chơi một khẩu súng 100 đam không? Anh em bắn ý chỉ mất có 60 máu cho anh em bạn đó, giảm tận 40% luôn. Nếu mà cấp 2 nha, nếu mà cấp 2, cấp 1 thì giảm tận 20% luôn. Đó, thì nếu thế thì mình nghĩ nó sẽ là một chùm PvP mới anh em ạ. Nó sẽ bá hơn cả Laura luôn. Laura thì nó có một cái lợi hơn là nó cả đám đam vật lý nữa, cả đam gần nữa. Ngoài đam tầm xa ra thì cả đam gần, cả đam thiêu đốt luôn. Cả đam thiêu đốt này, cả đam kiếm này đều có thể giảm được. Còn Kaka thì nó chỉ giảm đam tầm xa thôi. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc là liệu rằng nó có giảm được đam tầm xa của súng hay không? Đó mới là cái vấn đề quan trọng anh em ạ. Đó, bây giờ mình sẽ thử anh em nhá. Liệu rằng cả đam súng thì nó có giảm được hay không? Để mình test lại lần cuối cho anh em trước khi qua PvP anh em nhá. Đây, thì mình sẽ lấy hẳn nhân vật mình sẽ lấy hẳn trứng của cái con thợ săn dã nhân ra. Đó, mình sẽ lấy trứng thợ săn dã nhân ra để test cho anh em coi nhá.
đây để chính xác luôn, mình sẽ xài thợ săn dã nhân anh em ạ. Đây mình xài thủ trưởng nhá, để coi một đam bẫy bay máu chuyển về chơi bắn đi. Ơ à chết, nhà PM nghịch ngu đang để buổi tối, buổi sáng nhá, đang để buổi sáng, sorry anh em, đây mình đã chỉnh để buổi tối nhá, đó mình đã chỉnh để buổi tối này. Ok chuyển về chơi, anh em thấy không, mất 20 máu nữa, anh em thấy không, mất 20 máu nữa khi mà con dã nhân này bắn mình. Anh em thấy không, đó còn 80 này, anh em thấy không, mất tận 20 máu một hit cơ, nhìn kỹ nhá, đó mất tận 20 máu nữa. Ui mấy con này ra đi làm gì đây, trời ơi đi chỗ khác mày ơi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua nhân vật KK này, anh em nhìn kỹ này, mình chuyển vào KK nhá, đó chuyển vào chơi. Wow chỉ mất có 16 máu anh em ạ, mình chỉ mất có 16 máu thôi mà đây là còn cấp 1 anh em nhá, anh em thấy kia không, mình chỉ mất có 16 máu thôi đó, đây là còn là cấp 1 nhá. Ok thì bây giờ mình sẽ tạo một cái map PvP anh em nhá, mình sẽ tìm một cái map PvP nào đấy, hoặc mình sẽ tự tạo đi, mình sẽ tự tạo Agibaki đi để coi là liệu rằng nhân vật KK này có áp dụng vào trong PvP được hay không anh em nhá. Ok bây giờ mình sẽ tạo phòng này, mình sẽ để mật khẩu là 2332 đó, mình sẽ lấy điện thoại, bây giờ mình sẽ lấy điện thoại mình vào app mèo peo anh em nhá, mình sẽ lấy điện thoại vào app mèo peo vì app mình không có KK, hiện tại là mình đang chơi app của bạn cá nhá, mình sẽ lấy app mèo peo vào để coi xem là liệu rằng nhân vật KK này có thực sự bá đạo hay không. Nếu như ấy mà có thể chịu được một hit súng ngắm trong Agibaki thì mình khuyên thật anh em, nâng cấp KK hết cho mình, không điều gì phải xài Laura luôn, anh em có KK anh em cứ nâng cấp hết, bởi vì cái nhân vật KK này nâng cấp lên cực kỳ rẻ anh em ạ, để lên được KK level 1 cực kỳ rẻ luôn, mình khuyên thật anh em cứ sắm cho mình một con KK level 1 cho mình, đó kỳ bá đạo luôn, cực kỳ rẻ luôn, không có gì phải mua Laura cả. Laura thì nó lợi thế hơn ấy, là nó có thể đấu được cả PvP trong cận chiến nữa, còn KK thì nó chỉ cho tầm xa thôi, nhưng mà mình vẫn thắc mắc là liệu rằng là nó có thực sự là giảm đam trong PvP hay không, hay là nó chỉ giảm đam quá rồi. Ok mình đã xài điện thoại đây, hiện tại là mình đang xài điện thoại à vâng mèo beo đây, để mình test thử anh em coi nhé. Đầu tiên mình sẽ bỏ cái cây đi này, mình sẽ xài thủ trưởng này, đó mình sẽ đứng ở giữa, mình sẽ cho ác mèo peo bắn thử mình để coi xem mình có chết không anh em nhá. Đây hiện tại là ác mèo peo đang cầm súng ngắm này, mình sẽ dùng điện thoại này, mình sẽ xài điện thoại di chuyển lên đây, anh em có thể thấy là mình đang chơi điện thoại bằng ác mèo peo nhá, còn chơi PC bác cá đó, anh em thấy không, mèo peo là mình đấy, mèo peo cũng là mình thôi mà cá cũng là mình luôn đó, ngẩng cái đầu lên tí nào. Ok bây giờ mình sẽ bắn thử một viên súng ngắm nhá, liệu rằng là có chết không. Hiện tại là chắc chắn là chết rồi, bởi vì chắc là chết thôi, bởi vì mình đã xài thủ trưởng mà. Đây mình test thử cho anh em coi này, đó anh em thấy không, chết luôn nhá, đấy một viên súng ngắm chết luôn. Bây giờ là mình sẽ xài KK này đây, nếu thực sự mà bắn một viên KK không chết ý thì anh em đầu tư KK cho mình, anh em cứ đầu tư mở khóa nhân vật KK cho mình, bởi vì mở khóa KK rất là rẻ luôn, không mất bao nhiêu tiền cả, anh em cứ tích cho mình mở khóa KK level 1, chỉ cần level 1 thôi, nếu như thực sự nó giảm được 20% đam thì mình sẽ không chết sau khi nhận hết súng ngắm này. Ê, nhìn kỹ nhá, mèo peo vẫn đang cầm súng ngắm anh em nhá, đấy mèo peo vẫn đang cầm súng ngắm, để xem nào, một hit súng ngắm có chết không nhá, chúng ta cùng chờ đợi giây phút hồi hộp bắn. Wow anh em thấy không, trời ơi vẫn còn tận 13 máu anh em ạ, không thể tin được luôn, vẫn còn tận 13 máu nhá, trời ơi kiểu này là mình thấy bá đạo hơn cả xin đây cả Laura rồi anh em ạ. Wow đây mình thực sự là chùm PvP mới này, vừa ngon vừa rẻ anh em ơi, đây mình gọi là chùm PvP mới này, còn tận 13 máu. Bây giờ mình sẽ Laura cho anh coi này, mình sẽ Laura nhá, bây giờ là mình sẽ Laura đây, hiện tại là mình sẽ xài Laura đây, đó mình xài Laura anh em nhá. Mèo peo sẽ tiếp tục bắn thêm một phát nữa, mèo peo sẽ bắn thêm một phát nữa, bắn đó anh em thấy không, sau khi mình xài Laura thì mình chỉ có một máu thôi. Wow đây mới thực sự là chùm PvP này anh em ơi, đầu tư ngay một con KK chứ còn gì nữa, có điều kiện đó đấy nhá, đây là mình mới xài KK level 1 thôi anh em ạ, chứ mà mình mà có KK level 2 ấy, thì nó thật là vừa đánh vừa cắn máu bất tử luôn, bất tử trong PvP luôn. Đấy, bất tử đấu súng luôn nhá, chứ đấu kiếm thì vẫn chết như thường nhá, KK chỉ giảm đam tầm xa thôi anh em ạ, đó KK chỉ giảm đam tầm xa thôi. Ok mình sẽ cho em thử lại này, mình chơi PE hơi lag nhá, mình chơi mèo peo PE hơi lag, bắn hơi chậm đấy, vẫn còn 8 máu luôn anh em thấy không, thấy ghê chưa, vẫn không chết anh em ạ. Đây mình sẽ cho lại lần nữa nhá, mình có không ăn giáp cái gì đâu anh em ạ, người bình thường nhá chỉ có xài KK level 2 thôi, đó giảm 20% sát thương tầm xa phải chịu, chứng tỏ là cực kỳ bá đạo anh em ạ, đó cực kỳ bá đạo luôn. Mình sẽ bắn lại lần nữa này,
Đấy, không hề chết luôn, còn 8 máu. Nhưng mà để xem bắn vào đầu xuống chết rồi nhá. Mình nghĩ là bắn vào đầu chắc vẫn chết thôi anh em ạ. Bắn vào đầu thì giống như Laura level 1 ý, bắn vẫn chết thôi. Laura level 1 bắn vẫn chết mà. Đây, mình sẽ thử bắn vào đầu nhá. Mình sẽ thử xem là bắn vào đầu liệu có chết hay không. Trên PE mình hơi khó chỉnh, anh em thông cảm xíu. Xem ra là KK level 1 không thể chịu được một phát vào đầu anh em ạ. Đó, đang xài KK nhá. Bắn vào đầu vẫn chết anh em nhá, bắn vào đầu vẫn chết thôi. Và anh em thấy không, bắn vào đầu vẫn chết luôn. Xem ra thì KK level 2 thì chắc chắn rồi, 20% mà, nhưng mà KK level 2 là tận 40% cơ. Nếu như mà có KK level 2 ấy, thì là mình khẳng định luôn là có thể chịu được một hit vào đầu. Bắn vào đầu cũng không chết luôn, bắn vào người không chết thì chắc chắn vào đầu cũng không chết luôn. Ok, thì đây là sức mạnh của KK anh em ạ, cực kỳ bá đạo luôn. Trời anh em thấy không, bá đạo trong PvP quá luôn thì nữa mà còn rẻ cơ. Nhân vật này cũng khá là rẻ anh em ạ. Để lên KK level 2 cũng khá là rẻ thôi, tại vì ác này mình thấy là mình cũng thế thôi, mình thu hồi cái mảnh KK khá là nhiều luôn. Hồi xưa mình cũng nghĩ là cái nhân vật này, nhân vật free chắc là cũng rẻ cho nên là cũng cùi bắp thôi chứ không khỏe lắm. Thì mình cũng không ngờ là nhân vật free mà lại khỏe đến thế anh em ạ. Nó có tác dụng cho cả PvP luôn. Anh em thấy không, cứ đầu tư một con KK level 1 cho mình. Cứ đầu tư KK level 1 cho mình, bắn vào đầu thì vẫn chết nhưng mà bắn vào người thì không chết đâu. Đây, mình sẽ thử lại cho em coi nhá, bắn vào người đấy. Bắn vào người này, bắn vào người không chết đâu. Thấy đạn đó. Đây, đứng xa xa tí cho anh em coi. Coi nhìn kỹ, mèo beo vẫn đang dùng súng nhá, mèo beo vẫn đang dùng súng ngắm nhá. Đó, nhìn này. Đấy, thấy không, bắn vào người thì vẫn còn tận 8 máu anh em nhá. Khỏe hơn Laura luôn. Laura bắn vào người còn 1 máu à. Anh em thấy chưa, bây giờ mới cắn máu lại này. Bây giờ sẽ bắn thẳng vào đầu nhá. Bây giờ mình sẽ bắn thẳng vào đầu. Đó, bắn vào đầu thì chết luôn anh em ạ. Bắn vào người không chết nhưng mà bắt đầu vẫn chết nhá. Bởi vì đây là KK level 1 thôi. Nếu mà có điều kiện lên KK level 2 sẽ ngon hơn anh em ạ. Đó, mình thấy nhân vật này là khá là phải, không phải khá mà là cực kỳ đáng đầu tư. Cực kỳ đáng đầu tư luôn. Anh em nào mà đam mê PvP ấy, thì mình thấy nhân vật này cực kỳ đáng đầu tư luôn. Chỉ mình thấy là nâng cấp 1 chỉ mất có 200 mảnh đúng không? Chỉ mất có 200 mảnh thôi. Mà cái kiếm mảnh này dễ mà anh em, kiếm cái mảnh này dễ lắm. Chẳng qua là hồi xưa mình hay thu hồi, mình cứ nghĩ là nhân vật này nó phế cho nên là mình hay thu hồi cái mảnh này thôi, chứ mình không ngờ nó khỏe như thế đâu. Đây thực sự mới gọi là chùm PvP anh em ơi. Đây mới gọi là chùm PvP này. Này nhắc lại là chỉ là chùm PvP bắn súng thôi nhé. Đây gọi là chùm bắn súng chứ không phải là chùm PvP, bởi vì lâu ra ấy nó chịu được cả đam kiếm luôn anh em ạ, nó chịu cả đam kiếm luôn. Nó không phải chỉ có mỗi là súng không đâu, nó chịu được cả đam kiếm cơ. Đây mình sẽ xem ra cho em coi nhá. Đây bình thường cái kiếm này ấy, anh em chém hai cái là chết rồi đúng không? Anh em người chém hai cái là chết rồi. Còn bình thường còn đây, cái thử này, một cái, hai cái, thấy không? Hai cái không chết luôn, ba cái vẫn không chết luôn đấy, phải bốn cái mới chết anh em thấy không? Bốn cái vẫn không chết luôn, cực kỳ bá đạo. Phải cái thứ năm cơ đấy, thì nói thế thôi chứ P Laura vẫn là chùm anh em ạ. Laura chùm cả đấu chiến, cả bắn xa, cả cận chiến luôn anh em thấy không? Ok đây nhá, ok đây em, mèo peo đây em, mình xài kiếm này, em mấy cái chết ngay à? Nhìn kỹ này, một cái, hai cái, ba cái là chết rồi. Trong khi là mèo, trong khi mình xài Laura ấy, mình chém tận 5 cái mới chết cô. Anh em thấy không? Nói thế chứ Laura vẫn chùm, nhưng mà Laura vấn đề là đắt. Đắt, đúng không? Anh em hiểu không? Laura nó đắt thì nó khỏe đã đành, nhưng mà vấn đề là KK rẻ mà vẫn khỏe. Đó, thì đây là một nhân vật cực kỳ đáng để anh em đầu tư anh em nhé. Đây là một nhân vật cực kỳ đáng để đầu tư luôn. Mình khuyên anh em là bạn nào đam mê PvP thì nên có một cho mình một con nhân vật KK level 1 anh em nhé. Level 1 cũng được, level 2 càng tốt. Level 1 thì bắn vào đầu vẫn chết thôi, bạn nào mà căng thẳng vào đầu thì vẫn chết, bắn vào người thì không chết. Còn KK level 2 thì mình khẳng định là bắn vào đầu vẫn không chết luôn. Bởi vì giảm tận 40% anh em đấy. KK level 2 giảm tận 40% đam cơ. Đó thì video kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, một share, một comment. Đừng quên nhấn vào cái chuông đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhất đến từ MiaPeo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.